Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay thì trời mưa rất là to. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái cảm giác lái giữa dòng xe Hyundai Getz và dòng xe Kia Morning và Hyundai i10. Qua trải nghiệm thực tế thì em thấy là khi mà trải nghiệm Hyundai Getz thì nó cho một cái cảm giác về tay lái và cái độ đầm của nó tốt hơn Kia Morning và i10. Đó, thật sự là như thế. Còn về cái khả năng vận hành thì thấy là máy của i10 nó im hơn của Hyundai Getz một chút thôi các bác nhé. Về cái độ ổn định khi mà đi trên cao tốc, cái độ chắc chắn thì Hyundai Getz chắc chắn hơn các bác ạ. Mặc dù Hyundai Getz tuổi đời lâu hơn, nhưng mà có lẽ rằng là cái trục cơ sở của Hyundai Getz dài hơn và cái thân vỏ của Hyundai Getz chắc chắn hơn. Khi mà các bác mà ngồi lái Kia Morning chuyển sang Hyundai Getz thì các bác sẽ thấy là lái Hyundai Getz nó sướng hơn, nó đầm hơn và nó thoải mái hơn. Các bác mà cầm vào vô lăng là đã thấy sướng rồi. Nhưng mà về cái độ linh hoạt về tay lái nhẹ thì lại không được bằng Kia Morning. Kia Morning cái tay lái của nó rất là nhẹ các bác nhé, rất nhẹ nhàng luôn. Nhưng mà khi mà ngồi lái và khoang người ngồi và để hành lý thì Hyundai Getz nó thoáng hơn Kia Morning, và nó rộng rãi hơn, cái ghế ngồi nó cũng sướng hơn các bác ạ. Có lẽ là cái chất sexy và những cái trang bị trên Hyundai Getz nó chắc chắn hơn, bởi vì nó là một con xe nhập, kể cả Kia Morning nhập cũng không thể bằng Hyundai Getz được. Nhưng về cái option, về những cái tính năng mới được trang bị trên xe thì lại không bằng Kia Morning. Kia Morning có thể trang bị phanh ABS và điều hòa auto tự động, một số cái tính năng khác gọi là điều khiển trên vô lăng và những cái tính năng mà đồng hồ trên tablo thì nó đẹp hơn. Nói chung là dòng xe Hàn mà đời mới này thì sẽ nhìn vào rất là bắt mắt, nhưng mà về cái tính năng vận hành ổn định thì có lẽ chắc chắn rằng kể cả i10, kể cả Kia Morning không thể bằng Hyundai Getz được. Những anh em nào trải nghiệm thực tế rồi thì sẽ thấy đó, các bác có thể thấy là con i10 mà em đã trải nghiệm ngồi lên em thấy là nó có gì đó nó ọp ẹp, mặc dù nó cũng rộng bằng Hyundai Getz hoặc là rộng hơn một chút, nó cũng ngang ngửa thôi, không rộng hơn đâu ạ. Em ngồi lên em cảm thấy là nó rộng bằng thôi, nhưng mà khi mà ngồi lên cái ghế của Hyundai i10 này, em thấy là nó không sướng, cầm vô lăng nó cũng không sướng bằng. Có gì đó nó vẫn ở một cái mức độ. Hyundai Getz 10 thì con Hyundai i10 nó chỉ được 7 hoặc 8 thôi. Đó, em thấy là có gì đó mỏng manh. Có gì đó mỏng manh. Chắc chắn là như vậy. Đó thì cũng chia sẻ với các bác là mỗi cái xe nó sẽ có một cái số ưu điểm, nhược điểm để riêng. Có một số bác hỏi em là thế con xe i10 hơn hay là Hyundai Getz hơn. Theo quan điểm của em thì nếu như các bác muốn chắc ăn thì lên mua dòng xe đời cao. Còn nếu những bác nào mà muốn cảm giác lái nó sướng hơn và am hiểu một chút về xe thì có lẽ là mua con Hyundai Getz nó hơn con i10. Em nghĩ là hơn và chắc chắn là hơn, bởi vì em cảm nhận lái thực tế. Và khi mà trải nghiệm thì mình phát hiện là rõ ràng hơn. Còn mình không được trải nghiệm thì sẽ rất là khó để mà nói ra là con nào tốt hơn. Mặc dù Hyundai Getz đời sâu hơn, nhưng mà cái chất lượng nó được khẳng định và nó được đánh giá rất là rõ ràng rồi. Còn Hyundai i10 mà nếu như các bác nào mà mua phải con xe dịch vụ mà người ta chạy quá nhiều rồi, kể cả đời 2017, nhiều con rất nát rồi các bác nhé.
không phải cứ đời cao là nó ngon đâu. Quan trọng là nhiều bác có hay đánh giá bảo là quan trọng là chất xe, đời xe không quan trọng. Đó cũng là một câu nói hay, đó là một câu nói đúng, chính xác. Nhưng mà ở mức độ nào thì nó phải nhìn vào thực tế, chứ không thể là đánh giá qua hình thức, đánh giá qua cái câu nói được, mà nó phải thực tế về tổng quan con xe, về tất cả những cái mặt của con xe, là mặt thân vỏ, máy móc, rồi nội thất, rồi chất lượng những chi tiết máy, là mình phải đánh giá được tổng thể con xe thì mới định giá được là con xe này bao nhiêu tiền và con xe này có chất lượng hay không. Thì ngày hôm nay cũng chia sẻ với các bác là cảm giác lái giữa Hyundai Getz và dòng xe Hyundai i10 và Kia Morning thì nó sẽ như thế nào. Về cái mặt option thì Hyundai Getz thua. Đấy, các bác có thể thấy là gương kính của Hyundai Getz thì vẫn chỉnh bằng gương bằng địa, nhưng mà cục xòe thì chỉnh bằng cơm. Các bác biết là Hyundai Getz là nó hơi bị tụt hậu so với những cái người anh em kế tiếp đó, Kia Morning hoặc là Hyundai i10. Nhưng về cái chất lượng máy móc thì thật sự là ở Hyundai Getz cho một cái thân vỏ gầm bệ và máy móc rất là tốt và ổn định. Ngày hôm nay cũng chia sẻ đến tất cả các bác về cái cảm giác lái của Kia Morning và Hyundai i10 và cái khả năng rộng rãi của ba dòng xe này. Xin chia sẻ tới tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau.